Chánh nhì nên biết, lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Vô sanh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Khánh nhỉ nên biết, lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Vô sanh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Vô sanh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Khánh nhỉ nên biết, lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Vô sanh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Vô sanh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Vô sanh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Khánh nghỉ nên biết, lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sanh của bố thí ba la mật đa làm phương tiện, vô sở đắc của bố thí ba la mật đa làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Vô sanh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bố thí ba la mật đa làm phương tiện,
vô sanh của Bồ thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sở đắc của Bồ thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, lấy vô nhị của tịnh giới An Nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh giới An Nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới An Nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Khánh nhỉ nên biết, lấy vô nhị của Bồ thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sanh của Bồ thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sở đắc của Bồ thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát, lấy vô nhị của tịnh giới An Nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh giới An Nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới An Nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Khánh hỉ nên biết, lấy vô nhị của Bồ thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sanh của Bồ thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sở đắc của Bồ thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Lấy vô nhị của tịnh giới An Nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sanh của tịnh giới An Nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa làm phương tiện, vô sở đắc của tịnh giới An Nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Khánh hỉ nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí tịnh giới An Nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa, lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí tịnh giới An Nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa. Khánh hỉ nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Khánh hỉ nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Khánh hỉ nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Khánh hỉ nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.
Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện,
vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Khánh hỷ nên biết lấy vô nhị của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sanh của bốn tịnh lự làm phương tiện, vô sở đắc của bốn tịnh lự làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Lấy vô nhị của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, vô sở đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Khánh hỷ nên biết lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, lấy vô nhị của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Khánh hỷ nên biết lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Lấy vô nhị của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Khánh hỷ nên biết lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đột khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Lấy vô nhị của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Khánh hỷ nên biết lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Lấy vô nhị của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Khánh hỷ nên biết lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, lấy vô nhị của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Khánh hỷ nên biết lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ. Lấy vô nhị của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Lấy vô nhị của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ làm phương tiện,
vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện. Vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện. Vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện. Vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện. Vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện. Vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện. Vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện. Vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện. Vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện. Vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện. Vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện. Vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện. Vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện. Vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện. Vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát, lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của tám giải thoát làm phương tiện, vô sanh của tám giải thoát làm phương tiện, vô sở đắc của tám giải thoát làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Lấy vô nhị của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện, vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện, vô sở đắc của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột.
Khánh hỷ nên biết, đấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thành đế khổ tập diệt đạo. Lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực,
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông, lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông, khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Lấy vô nhị của 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo làm phương tiện. Vô sanh của 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo làm phương tiện. Vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát,
lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại bồ tát. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sanh của bốn niệm trụ làm phương tiện, vô sở đắc của bốn niệm trụ làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Lấy vô nhị của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sanh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, vô sở đắc của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nổi, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không làm phương tiện,
vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, khánh nghỉ nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông, khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, khánh hỷ nên biết, lấy vô nhị của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sanh của pháp môn giải thoát không làm phương tiện, vô sở đắc của pháp môn giải thoát không làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng,